Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai hôm qua tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng qua, các cấp hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cung cấp với tổ chức hội. Các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong hội viên phụ nữ. Tiêu biểu, các cấp hội đã phối hợp vận động tặng 85.500 phần quà, tổng giá trị trên 28 tỷ đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân nhà trọ, trao tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em vượt khó học giỏi. Hội nhận ủy thác quản lý 973 tổ vay vốn tiết kiệm, cho 46.500 hộ vay với tổng dư nợ 1,6 tỷ đồng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án của chính phủ, thường xuyên nắm bắt tình hình hội viên phụ nữ và có hoạt động phù hợp chăm lo bảo vệ phụ nữ trẻ em. Dịp này, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.